I hope you're better than in this place. Thank you. I in heaven. Tổn thương các bạn. Xin chào. Hello. Hello. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoa Ly Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là cuối tuần các bạn, thì Hoa nấu phở bò các bạn. Đây là lần đầu tiên Hoa nấu luôn. Theo yêu cầu của anh chồng mình, hai vợ chồng mình rất là cực kỳ là thích phở các bạn. Đi cái tiệm Việt Nam nào cũng phải ăn một lần các bạn. Nên để tiết kiệm tiền và cũng như là để thử sức thì Hoa đã quyết định nấu phở, và không biết là nó như thế nào thì để hai vợ chồng mình ăn thử nha các bạn. Xin mời các bạn cùng ăn nha. Xin mời. Ok, giữ ít đi. Ok, mình cũng có nước cái gì nè các bạn. Cái này là xương heo các bạn. Xương heo hoa hồng. Mà không biết là bình thường người ta hầm xương bò ha, mà tại vì trong tủ Hoa có gì thì Hoa bỏ cái đó. No, bỏ this one first daddy. Put this one first. No, no, don't put for me. Make it messy. A little this one, yeah. Little spicy. You surprised I cook noodle? Yeah. Chồng mình thích lắm các bạn. It's tasty, man. Hoa cũng thích lắm. I hope you're better than this place. I don't think so. Canh ở đây coi nè các bạn. Mình cắt ra rồi mà nó bự chà bá rồi. Tiếc là mình không có... Tháng này chồng Hoa đi mua. Đi mua cái gì? Húng quế đó các bạn, ăn này là phải có húng quế. Mà không có các bạn ơi. Nên đỡ này. Mà mình cũng trụng tô rồi mà sao nó cũng nguội nhanh quá các bạn. Now let me try. What is this juice? Hả? Mình có trần cho ổng một chén trứng các bạn. No, no, don't eat that one. Wait. Because this one is the same. Hey, add inside. Mời các bạn nha. Oh my god. Một cái mà nó sạch. Oh. Daddy. It's no hot. The soup cold? Oh. Rõ ràng là mình chắc là cái miếng cái cọng mì nó bị nguội đó các bạn. Cái mình bỏ nước vô cái nó nguội thêm. Mình trộn tô rồi cũng ngon. Good. I love. But no hot, huh? No, not hot. Okay, but hot enough, no? Make this one for mom. Đó bông quá trời. I like the mint. The flavor simple, not too spicy. Yeah. Oh, what's that? You give me some. What's that? Celery. Cái này là cần tây các bạn. Cần tây ăn chung với phở cũng ngon lắm. Cái này mình biết là hồi đợt đó mình mới qua đây nè. Cái xong có một cái chị kia rủ mình qua nhà chơi.
cái chị nấu bún riêu các bạn. Bún riêu ăn ăn chung với cái này ngon nha, mình mới biết là celery á các bạn, cần tây á, bào ra ăn ăn chung với súp ngon các bạn ơi. Very good, mom. But tastes different than the Vietnamese store. Yeah. But good. But next time I cook more meat. How? My favorite soup. Really? The beef, something with the beef, mom. Feel, tastes like barbecue meat that you use in tacos, mom. How about compare with Vietnamese restaurant? Too different. Tastes much different. Much different, huh? Yeah, different. If compare, you like my store? This one could more simple. I like this one more simple, more. You like this one more? Yeah, but more simple. Be honest. Being honest, ma, I like my Vietnamese. They don't have the mint and they don't have the celery. No, no sour about vegetable. How about flavor? Huh? Maybe over there a little bit more. Mm. But different, ma. Can I compare? They taste very different, ma. No, you compare, ma. No, because you're comparing like an apple and an orange, ma. But if you say too different, it means I fail. You know why? Because I try to cook noodle. But you say too difficult, it's different. It means I'm fail. A little bit similar, ma. Like the minty. Mình nấu không chưa có trúng cái vị phở lắm các bạn ơi. But I love it. This one not too spicy, ma. Ôi trời, sặc quá. Mình ăn một phát hết luôn các bạn ơi, nhanh quá. Then here and now. Cái nước chồng mình nấu hoa nấu khác quá, rất là hoa phèo các bạn. Thất bại trong cái việc nấu phở, nhưng mà nó lại ngon theo cách khác, đó là ý của chồng ha. No onion here. Onion. Onion nè. This one? Yeah, a little bit. Okay, so. Mình bỏ nhiều rau chứ mà. Ăn cũng bao nhiêu quá đâu. I mean more spicy, ma. This one. Yeah. Okay, so. This one, if hot better, huh? Hot your sister make this one good, your sister? Yeah, my sister make this one very good. When we go over there, I'll hurt yourself. I learned on internet, daddy. Good, man. Tại mình ăn cho cái này các bạn. Trời ơi, coi nè. I have to concentrate on this. Really? You have to concentrate on that? What? No more you. You feel very bored when you eat Vietnamese food. Ông nói ông muốn tập trung để ông ăn các bạn. Bình thường hoa nấu gì vậy? Đóng ăn cháo. Sometimes this is better to spend more time with the soup than you. More romantic. I in heaven. Tổn thương các bạn. Tổn thương kinh khủng. Muốn được try this one? This one not beef, this one pork. What's your
ngán quá à, béo cưng. Lúc về Việt Nam á, nhà chồng ha kêu rằng đi tìm mấy cái tiệm phở, xong rồi kêu người ta dạy cho, dạy cho học cách nấu phở. Hai vợ chồng mình ghiền phở lắm, mà Hoa thì đâu biết nấu đâu, thôi không biết nấu mà đã không, cũng không có tìm tòi để nấu nữa các bạn. Mình nghĩ là nấu khó lắm, mình nói ai mà bày cho mình bí quyết của người ta mà. Sometimes if we want to eat Vietnamese soup, you don't need to go to the Vietnamese restaurant, huh? I make noodle for you, huh? Yeah. You can eat this one three times a day. Vì sao mà đây các bạn? Vì sao mà đây? You want to eat more? Maybe I go to get more a little bit. Waiting for me, okay? Họ vừa đi lấy tô thứ hai các bạn ơi. Em vẫn còn đói các bạn. Mình lấy ít ít mì quá. Họ thích ăn cái thịt hầm ở trong cái... Daddy, I food for you too. Two different kind of meat. This meat and another meat like the little one. Yeah. Which one you like more? They both very different. Which one is what? But I picked that one. If I had to pick. You want more? Ông thích cái thịt hầm ở trong hơn các bạn. Hoa cũng thích thơm, nó mềm, nó thơm. Còn cái thịt gì? Còn cái thịt kia là thịt gì? Mấy mất tiêu hả? The soup good if you're sick, ma? Yeah. It does. This one very good for health. This one you remember I tell you anytime I go hometown, I will wait up my mom to buy for me one. Make my stomach better. Rồi. Mình từng miếng thịt ăn rồi là cái gân nó kêu bảo đẹp, trời ơi gân nó kinh khủng ấy. That's right here, ma, cartilage. Try this one. This one they say trứng trần, egg inside with the soup. Xong rồi sao đồ ăn nó nắng nào của mình không? Không có nóng rồi các bạn, hay do bên đây lạnh nên nó nguội nhanh. Mặc dù là mình đã trụng qua nước sôi cho chén nó nóng với các bạn, mà cũng vừa nóng rồi. Not too bad, huh? Everybody know what I eat slow? Mình ăn ráng chứ nó nề luôn các bạn, nó muốn sình bụng luôn rồi. Thì mà ăn hết thôi. Mình thử cái chấm chanh đó. Nhưng hết nóng rồi, ăn không ngon. Hết nóng mà cái trứng nó còn còn như thế này, chồng mình không dám ăn. Mình nghĩ là phải làm cho nó nóng thêm mới bạn. Cái trứng nó vẫn còn, mình không dám làm bệ nữa. Lần đầu tiên làm, mặc dù rất là công phu và tốn nhiều thời gian nhưng mà cũng không có thành công được bạn. Thứ nhất là đem ra ăn thì nó hết nóng. Đem ra ăn cái nó nguội chứ còn hơi trên... nói chung là nó không có được nóng hổi như của người ta. Ổn ghê á. Hơi buồn các bạn. Mặc dù là cái nước dùng ăn cũng ngon các bạn. Không đến nỗi.
Cái cam này mẹ trồng cho hoa này các bạn. Buổi sáng hoa tượng là trái chanh. Cái hoa cắt ra hai ngực. Các bạn coi nào. Đây là cam, đây là chanh. À. Mà cái chanh nó còn to hơn cái cam đó. Đây đi. This lemon, bigger than orange. This orange your mom gave us hả? You like? Ừ. Cũng được. Spicy. Ở bên Mỹ này có một cái loại cam ngon lắm các bạn. Cái vỏ nó mềm mà mình chỉ cần gọt cái vỏ đi là mình ăn được hết luôn các bạn, không có sợ bị đắng nữa. Mà nó cái lớp này nè nó mềm xèo luôn chứ không có như mấy cam này đâu. Đi chợ mà Hoa thấy cam đó thì Hoa mới mua, còn mấy cam khác là Hoa không mua. Bữa Hoa cho bạn Hoa thật mà máu nó ui sao ngon quá giờ. Hoa đem trái cam đi học á, phải phun mà ăn. Hoa tự nó biết nhưng Hoa không có giới thiệu với nó, ai ngờ nó không có biết. Nó không biết là lúc mà chưa lột vỏ là Hoa chỉ cho nó cắt phân biệt rồi. Mà cam đó cũng rẻ lắm các bạn. Rồi, nó muốn sừng bồ. Trung Quốc. Ok. Feel mất đâu nè. How you feel food? Good. We still have some. You can eat. Yeah, when I come home. Next time I improve a little. Next time I cook more bon. Lần đầu tiên nấu nhưng mà cũng hơi fail nha các bạn. Theo từ đồ này qua đồ khác. Nhưng mà nói chung là ăn cũng được các bạn. Nếu mà nó nóng á, là ăn ngon hơn á. Ok các bạn, video của Hoa đến đây là kết thúc nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho một like, share và subscribe kênh để theo dõi thêm những video mới nhất của Hoa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.